tất cả mọi người. Hôm nay MB sẽ giới thiệu với mọi người con xe thể thao Nhật Bản, thương hiệu rất quen thuộc, đó là dòng xe Nikkei R3. Dòng xe này thì có cấu tạo khung sườn là hợp kim nhôm, càng xe bằng thép. Xe có size là XS, tương đương với ống đứng là 43, nên sẽ hợp với người dùng có chiều cao từ 1m55 trở lên. Xe có 24 tốc độ số, bao gồm 3 dĩa và 8 lít. Bộ rúp của xe là S-Ram, đồng bộ theo đó là tay bấm xả S-Ram. Màu sơn của xe là màu sơn zin còn rất mới. Mọi chi tiết phụ tùng theo xe gần như là nguyên bản, bao gồm đùi dĩa nhôm và niềm nhôm Escape 2 lớp, ghi đông mô tăng nhôm. Từng bộ phận của xe đều được kiểm tra vệ sinh canh chỉnh tỉ mỉ mua về chỉ việc sử dụng. Mọi người muốn mua xe hoặc có bất cứ thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0987614604. Ngoài ra mọi người nhớ follow fanpage cũng như đăng ký kênh YouTube xe đạp MB để xem thêm nhiều mẫu xe thể thao Nhật Bản khác mà mình sẽ giới thiệu. Xe đạp MB chân thành cảm ơn.